Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 17 tháng 7 năm 2023. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ đến với phần nội dung chi tiết. Tạp chí Mỹ, Việt Nam có thể thắng Bồ Đào Nha ở World Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đều có mặt ở vòng chung kết World Cup nữ 2023 với tư cách là tân binh. Đáng nói là lá thăm may rủi lại đưa cả hai đội rơi vào bảng E, gặp đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan. Đánh giá về bảng đấu này tại World Cup, tạp chí Forbes của Mỹ mới đây đã gây chú ý với bài viết có dòng tiêu đề: Bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023, hai ứng cử viên vô địch gặp hai tân binh. Trong bài viết thì Forbes nhận định rằng cơ hội tiến sâu vào vòng trong của đội tuyển nữ Việt Nam là điều khó có thể xảy ra. Lần đầu tham dự World Cup, Việt Nam chắc chắn cảm thấy khó khăn khi họ rơi vào một bảng đấu rất chênh lệch. Tiến tới vòng loại trực tiếp tiếp theo gần như là điều không thể. Vì vậy, tất cả những gì họ nên tập trung là thể hiện tốt nhất khả năng của đội bóng. Dẫu vậy, hãng truyền thông xứ sở cờ hoa chỉ ra rằng trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là cơ hội tốt để đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn và giành được một điểm, thậm chí là một chiến thắng. Cụ thể, Forbes đã nhận định như sau: trận đấu thứ hai với Bồ Đào Nha sẽ mang đến cho Việt Nam cơ hội tốt nhất để ghi bàn, giành được một điểm, thậm chí là có thể giành được một chiến thắng trước khi gặp Hà Lan. Phân tích về chiến thuật của đoàn quân áo đỏ, tạp chí Mỹ cho biết Việt Nam có thể sử dụng một hàng thủ 5 hậu vệ hoặc 4 hậu vệ, nhưng bất kể là lựa chọn nào đi chăng nữa thì cũng phải tập trung vào phòng ngự, nhất là hai trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Hà Lan. Bên cạnh đó, Forbes cũng đã bày tỏ ấn tượng với huấn luyện viên Mai Đức Chung, vì huấn luyện viên 72 tuổi vẫn làm việc miệt mài, cống hiến bằng cả trái tim trong hành trình giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử đến với sân chơi World Cup. Việt Nam giành huy chương vàng 4x400m nữ giải điền kinh châu Á 2023. Bứt tốc một cách ngoạn mục, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc cùng nhau giành tấm huy chương vàng ở chạy tiếp sức 4x400m nữ giải điền kinh châu Á. Thành tích của 4 cô gái vàng điền kinh Việt Nam là 3 phút 32 giây 36, giành huy chương vàng chung cuộc. Huy chương bạc thuộc về Sri Lanka với 3 phút 33 giây 27 và huy chương đồng thuộc về Ấn Độ với 3 phút 33 giây 73. Tại vòng chạy đầu tiên, Nguyễn Thị Ngọc bắt đầu và đứng thứ tư sau vòng đầu tiên. Sau khi Minh Hạnh nhận gậy và cô đã bứt tốc để kết thúc vòng 2 ở vị trí thứ 3. Tại vòng 3, Nguyễn Thị Huyền đã có những bước chạy bứt tốc hết sức ấn tượng, qua đó vươn lên dẫn đầu trước khi chuyển gậy cho Nguyễn Thị Hằng thực hiện vòng đấu cuối cùng và cán đích ở vị trí đầu tiên. Sau đây sẽ là những cập nhật về kết quả trận cuối vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023. Thủ đô Nam Định, Thanh Hóa nhận báo động đỏ trên đường đua vô địch. Thưa quý vị và các bạn, Thép Xanh Nam Định đã giành được chiến thắng 2-0 trên sân của Thanh Hóa. Đây là trận đấu được đánh giá là không hề dễ dàng cho Thép Xanh Nam Định trước khi nó diễn ra. Dù phải chịu sức ép không nhỏ, đoàn quân của huấn luyện viên Vuông Việt lại là những người thi đấu có phần nhỉnh hơn. Họ đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đến khung thành của thủ môn Thanh Diệp nhiều hơn. Phút thứ 32, Thép Xanh Nam Định còn thắng mở tỷ số. Henryo nhận bóng từ quả phát lên của Nguyễn Mạnh. Tô Văn Vũ nhận bóng và tung ra đường truyền hiểm hóc cho Ngọc Sơn đánh đầu mở tỷ số. Nhận bàn thua ngay từ hiệp 1, Thanh Hóa đã thi đấu khá nóng vội. Phút 43, đội chủ nhà tiếp tục nhận về bàn thua thứ hai từ tình huống mắc sai lầm của Sĩ Nam. Coutinho đã tận dụng cơ hội tốt, tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp, một lần nữa đánh bại thủ môn của đối thủ. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Thanh Hóa đã dâng cao và thi đấu quyết tâm nhằm tìm kiếm bàn thắng dù ngắn tỷ số. Họ có được một số tình huống nguy hiểm rõ nét của Amit và Bruno, nhưng sự xuất sắc của Nguyên Mạnh đã cứu thua đội bóng Thành Nam. Với kết quả này, Thanh Hóa nhận báo động đỏ trong đường đua vô địch V-League 2023. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 đầy ngoạn mục. Quang Hải và Phí Nguyễn ghi dấu ấn bàn thắng muộn quý giá. Thưa quý vị, cuộc tiếp đón giữa đội chủ nhà câu lạc bộ Câu Hà Nội gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Động Hàng Đẫy diễn ra vô cùng hấp dẫn, thuộc khuôn khổ vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023. Với lợi thế về sân nhà cùng với một lực lượng nhân sự vô cùng chất lượng, Câu Hà Nội đã sớm cầm chỉ thế trận. Họ liên tiếp áp sát khung thành của Hà Tĩnh với một loạt những tình huống nguy hiểm của Quang Hải, Tấn Tài hay Vũ Văn Thành. Dẫu vậy, sự thiếu chính xác ở những pha bóng then chốt, hơn hết là màn thi đấu hết sức ấn tượng của thủ thành Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh, khiến đội chủ nhà chưa thể mở tỷ số sớm. Mãi đến tận phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, thủ thành Phi Nguyễn đã cản phá chính xác tình huống dứt điểm trong thế đối mặt của Quang Nam. Bàn mở tỷ số bất ngờ đến ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ của Hà Nội. Sau những nỗ lực tấn công, John Clay dứt điểm cận thành trong một tình huống bóng vô cùng lập bập mở tỷ số của trận đấu. Đó là một tình huống phạt góc được thực hiện bởi Quang Hải. Vừa lên dẫn trước, đội bóng ngành công an tiếp tục tấn công dồn dập bên phần sân của đội khách. Tâm điểm vẫn là những tình huống tấn công nguy hiểm đến từ Quang Hải, Văn Thanh hay Đoàn Văn Hậu.
kịch bản tương tự vẫn xảy ra như hiệp 1. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho thấy sự chính xác trong cách dùng người. Thủ môn Thanh Tùng vẫn cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ Hà Tĩnh trong nhiều tình huống. Phút 56, đối khách phản công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên cú sút treo góc đầy nỗ lực của Diallo lại đưa bóng đi không trúng đích. Nhiều phút sau đó thì đội chủ nhà của Hà Nội tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo. Hà Tĩnh có một vài tình huống ăn miếng trả miếng nhưng chưa thể tạo ra được sự bất ngờ. Bước ngoặt xảy ra ở phút 87, Hà Tĩnh bất ngờ quan thắng Quân Bình tỷ số 1-1. Diallo là người đã vượt qua hai hậu vệ đội chủ nhà và sau đó khiến mảnh lưới của phía Nguyễn rung lên. Màn đối đầu giai đội trở nên kịch tính hơn. Câu lạc bộ của Hà Nội và Hà Tĩnh nỗ lực tấn công, hòng giành phần thắng về mình nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm ở những phút còn lại. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 1-1. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch V-League 2023 ngày càng trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.